Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì bên trong thì thấy cô Năm Lăng đang cúng heo quý anh chị, đang cầu nguyện cho chú Du Linh. Vắng tắt quá, con thấy tuổi thân quá. Thôi ăn anh cũng cơm chay với anh rồi, thôi em đi về nha. Vừa tới nơi rồi. Sao cô Năm than tuổi thân là sao cô? Có mình cô á. Thôi con ơi, cô đâu có cái tuổi phận gì đâu. Hôm nay cô Năm lạ không quý anh chị? Cô Năm tuổi thân quá. Có mình cô à. Ủa, tao không có mặc quần hả mèo? Đâu. Quá đẹp luôn. Ồ, đẹp chứ hả? Đâu này đứng đó cô Năm mới cho nha. Đúng vậy. Ồ, đẹp tuyệt vời luôn. Đồ giả. Quá đẹp luôn. Quá trình nhiều quà không biết không? Quá đẹp luôn ha. Ơi, bữa nay bé mèo nhiều quà nha. Sáng nay được cái lồng đèn nè, bánh trung thu nè, sữa nè, giờ con mèo. Rồi mấy cái đầm rồi. Viên cái ơi. Cười viên cái ơi, cười. Cười viên hỉnh là mũi lên coi. Trời, đẹp chưa? Ngộ. Đẹp chiêu. Quá đẹp luôn ha. Hôm nay được cô Năm đến đây cho. Thì nghe chị Cảnh nói là năm sau là chị tập trung để học luôn. Gì hả? Cô gặp cô Thanh Trung Quệ, gặp Thanh với cô Thanh Trung Quệ với chú Thanh Điền luôn mà. Dạ. Bây giờ mình hát bài tuổi phận nữa không con? Không, cô đâu biết cái tuổi đó đâu. Mọi cô thuộc bằng gì bài tuổi cô hát tặng cho cậu đi, con phải về. Đã bao lâu rồi không về mộ cậu ca bài ca. Không, bài đó cô. Cái gì mà ca bài ca luôn rồi. Nắng mưa đêm ngày cách chờ đường xa, nay cô Năm đến rồi. Người hỡi có về Việt Nam thăm người yêu, nhớ là người yêu tên là Nam. Xa rồi còn đâu cô Năm ca tiếp. Anh ơi chờ em về. Rồi. Nấu hướng lý qua cầu luôn. Trời ơi, nó làm hồn mình phải ca theo anh. Đó, thấy chưa? Cô đang theo cái giai điệu của tụi con rồi. Trời ơi, cái này nó hét chắc rồi. Chứ không phải cậu Năm nói là Năm ơi chờ anh về. Dù cho Năm tháng xóa mờ thương nhau. Thấy chưa? Đó, rồi đó. Cái bài đó cô không thuộc. Nào chẳng thề. Chị Tiêu hát quan bài đó rồi. Chị chế là chút xíu chị chứ không bản quyền á. Nằm nhớ không nằm. Đâu phải. Nằm hát đi nằm. Hồi nãy Năm nói Năm không thuộc luôn. Đã gài cho cô Năm hát mà. Đang tính hát cái bài tình khúc chiều mưa. Rồi hát bài tình khúc mưa. Mới vô sao quên mất. Không được cô, không được. Đang chuyện mưa. Cô hát là mưa luôn á. Không, tình chết không đợi chờ, tình xa ai ngờ. Ông cái bài đó hay. Nhưng mà nếu mà cô hát trong cái loa thì rất là hay. Nhưng mà cô hát ở ngoài hay hơn. Không phải, cô hát ngoài rất là dở. Đó, tại vì cô nói nha, tao hát trong cái lô rất là hay thì tất nhiên là cô nói cô hát ngoài dở đó. Đúng không cô Năm? Con nói là đúng ý mới nói chứ. Cô Năm nhiều. Hôm trước là chích bi nữa. Mày nghĩ vậy là nói là chuyển sang cái vụ kia luôn hả? Anh Nam đúng vào YouTuber sự kiện bên anh chiều mưa ngày nào đúng rồi. Tan bước bên nhau tình yêu dạt dào mong muốn hương hàng đúng rồi. Chớ ơn tình đầu sự kiện nhưng mà sự kiện ở đây chó duyên tình đầu đừng có thương đâu. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi lần lần giá buộc tim tôi. Mưa rơi ngại ngùng xóa dấu chân. Chính đã. Chính đã. Anh Hoàng Nam là hôm trước chạy chiếc xe 7 chỗ chở gạo với anh em mình trong lúc trời đang mưa quý chú anh chị. Không biết khi nào mình được chở gạo nữa. Chắc mình chuẩn bị chở gạo nữa đó. Hôm trước có một người cô, người chị cũng định chuẩn bị chở gạo. Chuẩn bị cho mấy anh em chở gạo tiếp cho bà con á. Chở gạo rồi chạy gạo.
Nè thấy ngọc lạ không? Ngọc bữa này lạ lắm luôn chị. Ngủ. Hát nữa đi cô, lỡ ngày kia sông càng đá mòn. Hát nữa đi cô, của em hát hả? Đêm nay ai đưa bởi em gì? Về tàu lao ghé lại chút xíu mà bởi vì đó là cô, ơi, cô đừng quên cầu nhé. Vô cô đừng quên cầu nhé, con xe đưa cô về bay nữa rồi. Đã nói là hát nữa đi cô mà tự nhiên em đưa cái bản tiễn cô về đi em lỡ ngày mai sông cạn đó thấy không. Cô hát bản này bản quyền chết luôn cô. Hát nữa đi hát cô, phải hát chế là chút xíu. Cuộc tình ủa, cô chưa hết đoạn đường. Ủa vậy hả? Dạ. Cô hát nguyên bài là giống như vậy luôn. Cô hát ví dụ như cô có biểu hiện rất lạ nha quý anh chị, đang chập tay. Ở nhà hát cái mở liền trời chơi dễ sợ luôn. Có. Không thấy mình hát nó phải đám mà. Đó, thấy chưa rồi. Thôi đi về không hát nữa. Cô khoái cô Năm bậm môi à. Ô trời ơi. Quá ghê sợ luôn á. Làm nổi cho té liền đó. Bỏ chạy gấp, gặp cô Năm mà làm gì mà gấp. À chưa biết nữa con. Bây giờ là phải anh Niu kêu mà con mới qua em. Niu qua được cái bóp. Gì hả? Cô chưa nhận được nữa hả? Chưa. Ai giữ? Niu giữ mà. Dạ, con tưởng đâu là anh trao cho cô rồi chứ. Chưa, chưa. Chưa hả? Cô lên, cô không lên. Nghe dạ. Quan Như nó nói cô mới biết. Dạ. Rồi cô về nha. Dạ. Chúc tụi con. Ủa không chở anh Niu về? Ủa hôm nay thứ mấy bay? Hôm nay thứ năm. Mai thứ sáu, có thứ bảy chứ nhỉ? Ủa cô không chở anh Niu về đừng phát luôn cô. Nó ở Sài Gòn. Gì hả? Bữa nay có ảnh đây là ngon hả? Có ảnh này ngon. Ngon bữa nay là... Như bà siết con chặt quá, để bà thả ra bớt chút. Ngon. Cái túi này có đựng được nhiều không? Nhiều. Để nhiều anh. Đây tao đang định mua cái túi này nè. Ủa cái túi này hơi bị whip anh, giá cái xấu anh. 2 triệu. 2 triệu hả? Của em 200. Của anh là phải gấp một chục cái của em. Nhưng mình nó ra cá sấu à? Đúng rồi, ra cá sấu hả? Đây này giúp anh giúp cá sấu này. Cá sấu thiệt đúng hả? Thiệt luôn á. Rồi hả? Anh mang giúp xịn nhiêu rồi đôi anh? Nhiều rồi. Trời ơi, anh Hoàng Nam chơi đồ xịn không à? Đây này. Cái túi này 4 triệu rưỡi này. Gì hả? Còn cái đôi giày là tao mới lấy cho cái con hàng xóm một đôi giày này. Ủa cái túi này giống cái túi của cô Năm, nêu cho cô Năm quá hả nè? Đâu? Cái túi nào 4 triệu rưỡi đâu? 3 triệu mấy hả? Không, giống cái túi của cô không nè? Không phải, của cô là màu trắng đúng không? Da cá sấu Tây Tạng gì đó, màu trắng. Cái này 4 triệu mấy lần cô? Cái này của anh Nam là 4 triệu mấy đó. Đó. À, cái này bự hơn. Đó, cái này cặp cánh bộ. Cái của... Gì hả? Cái của mình yêu cho Phương là nó 3 triệu mấy à? Ngon à. Còn cái này cũng vậy nè, cái này 2 triệu nè. Dạ. Cái này cũng có khi 2 hơn cái này. Dạ. Có định cho mua 1 trong 2 cái này mà có khi cái chéo thì nhìn trong cái tay đôi giày. Bây giờ nó xấu luôn. À. Cái gì cũng bán hả chị? Thôi không đem mấy cái hộp kia lên hả? Cái này em không bán mà bạn em ở bên kia kìa. Dạ. Bạn nó làm đi từ thiện gặp làm có cái xưởng làm cái vậy là đưa cô Năm gì ha? Ừ, vậy là không đứa nào ăn đây. Tại vì mấy anh em mới vừa ăn cái kia xong cái này mình úp lại. Cái chén giờ giải quyết sao bay? Đứa nào giữ? Dạ. Không ăn thì đổ về. Không, cái này dễ gì bỏ cô. Chiều còn đem về bên kia mới là tiêu rồi. Mình dồn vô cái tô gì cho cô. Cơm nè. Cho cô. Ủa còn ở đây luôn hả? À quý cô chú chị ơi. Giờ con không biết làm sao luôn. Không đi được dài
giày chứ tao đi giày được trong mua đi giày chỗ hai đẹp ơi này nè. Cô dòm vào đi hết con. Để đó tí nữa là tí xíu chiều mấy anh em con sẽ xử lý xong. Rồi lấy cái gì đây lại con thấy cô sốc luôn. Dạ. Vậy thì mình nấp lại gì con? Ấp lại gì đây? Đó, ấp lại gì cho khỏi gồi ha. À, ồ con nó giả vô nè, ủa cái gì thầy có khán giả đến nữa ha. Cô Năm chuẩn bị về thì khán giả đến. Con chào cô. Chào con. Đây là cô bác đến thì có Hương sẵn luôn quý vị, có Ngọc. Ngọc sẽ hỗ trợ Hương. Trời thì sắp chuyển mưa tới rồi quý cô chú anh chị ơi. Chú từ đâu đến nè chú? Bình Dương. Bình Dương mình ha. Dạ. Oh, oh. Chú chắc cũng quý chú Du Linh lắm nên đến đây thì khán giả. Chào cô ha. Dạ. Dạ. Vuốt cái ơi. Vuốt cái lấy may mắn. Lấy may mắn. À, vậy đã. Chú là rất là hâm mộ chú Du Linh. Chú có xem những cái vở tuồng mà chú hát không? Có hả? Chú thích gì những vở tuồng nào chú? Tuồng thì chú gần nhưng mà chú nghe giọng hát thôi. Chú nghe giọng hát thôi hả? Ồ, như vậy. Chú là chỉ nghe giọng hát là thích chú hát bạn nào, tức là chú đây là rất là thích chú Du Linh hát luôn. Mà đặc biệt là không cần nhớ tuồng. Chỉ nhớ chỉ nghe cái giọng thôi quý chú anh chị. Đó. Không, chú đi đâu ngang đây hay sao chú? Đi đám mà ghé mình quyến luôn ha chú. À quý chú chị. À quý chú chị. Bà con đang cúng heo quý chú chị. Cô ơi, lần này là lần thứ mấy mình đến đây cô? Đi nhiều lần lắm ha. Dạ. Nhiều quá không nhớ ha. Dạ. Cô đang coi những cái vở tuồng của chú ngày xưa đóng nè. Giai Vịnh Hòn trong vở Hòn Vọng Phu á, là chú đã đọc cái huy chương vàng chuyển giọng á, Trần Hữu Trang á cô. Rồi 4 năm sau thì chú lại đạt cái huy chương vàng xuất sắc, diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang luôn. Trong vai diễn Bức Ngôn Đồ Đại Việt, trong vai Nguyễn Địa Lô. Rồi đến năm 1997 thì sau 2 năm sau thì chú đạt được cái danh hiệu là được phong tặng danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú Du Linh luôn á. Dạ. Thì đến khi ngày mà chú mất thì chú được nhân dân cho rằng là chú là người nghệ sĩ của nhân dân. Đó. Nói chung là chú được rất nhiều bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước yêu thương và yêu quý. Đến đây thì đều lao mộ nè, vì gờ hình của chú đó, để là bày tỏ tấm lòng đối với một người nghệ sĩ. Nguyện giải cho chú. Dạ, cô nguyện giải cho chú sao cô? Được giảng sanh về miền Cực Lạc hay sao cô? Dạ. Con cũng cảm ơn cô chú ha, đã nguyện giải cho chú. Nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông thanh thật giỏi và ngoan, được giảng sanh về miền Cực Lạc. Dạ. Con chào. Dạ. Dạ chào anh. Dạ. Ờ, cảm ơn cô chú đã đến đây hả? Dạ, để viếng mộ chú Du Linh ha. Dạ. Chúc cho gia đình gia đạo của mình làm ăn phát đạt nha, nhiều sức khỏe nha cô. Dạ.
cô chú vui vẻ ha, đến đây để thắp hương cho chú Vũ Linh. Mà cũng rất là quý cô Thanh Nguyên Hoài luôn nha. Đặc biệt là chúc mấy anh em YouTube ở đây nhiều sức khỏe nữa. Dạ. À, con cũng cảm ơn cô nha con. Đó, rồi con chào cô chú về ha. Bye nha. À, bye. Chúc mạnh giỏi nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi, bye bye. Đó, quý cô chú anh chị ơi, thì cô Năm bữa chưa mấy nữa. À. Ủa, cô Năm la dời chưa dời nữa. Rồi, cô Năm. À, cô Năm đâu rồi, cô Năm về chứ cô Năm. Chưa hả? Cô Năm coi cái gì hả? Cho con coi được không? Kiếm gì? Kiếm chùa ra. Ồ. Oh. Đây. Ồ, oh, cái này là... Ồ, oh, đồ quý quý không ha? Của anh Hoàng Nam nè, quý của chú anh chị. Hôm trước anh dùng nguyên cái xe này để chở gạo khi mà lúc trời mưa, quý của chú anh chị. Mày dí á. Hay là mày xem. Không mà nắng này là có rồi thấy không? Ừ. Cặp xanh. Nè đồ phong thủy ha quý anh chị. Ừ. Rồi, không những cái này mình bán mình gọi là đồ phong thủy đúng không anh Nam? Phong thủy. Đó quý cô chú anh chị thì anh Nam cũng mới vừa trao đổi với Duy Minh là cũng có một số những mạnh thường quân cũng hỗ trợ những cái đồ quý anh chị, đồ mới mà đẹp nhiều lắm, cho nên là cả xe tải quý anh chị, nhiều khi mấy xe tải á, cho nên là mình đang trao đổi, đừng là tìm hiểu về cái đồ này, có thể là đừng hỗ trợ cho bà con nghèo quý cô chú anh chị ạ. Nhưng mà cái mắc phải đi xuống tới Dĩ An á quý cô chú anh chị, để là mình hợp nhất là mình nói với mấy anh em coi bàn cái cách tính như thế nào ha quý cô chú anh chị, để có thể là mình có thể là mình nhận những cái đồ đó để mình phát cho những bà con nghèo được hay không đó quý cô chú anh chị, và mình có cần lựa lại không quý anh chị, tại những cái đồ đó là cũng như là đồ mà xịn xịn đó quý anh chị, hỗ trợ cho bà con ha đó quý cô chú anh chị. À giờ cô Năm về luôn hả sao? Dạ bảo đảm mưa. Mưa đúng rồi, ở đây mưa không mưa chứ dưới mưa rồi đó bảo đảm. Dạ mưa tới luôn rồi cô Năm ơi. Lớn luôn. Cô Năm lên thì vui vui tí xíu, cô Năm về là buồn rồi đó. Ừ. Thôi phải chấp nhận thôi chứ giờ không được. Cô bỏ trong cái điện thoại trong cái giỏ sách gì sao được cô? Chết cha rồi. Hả? Ở đây. Không, không có bỏ vô mà tại bỏ vô ha. Rồi con chúc cô Năm đi về thượng lộ bình an nha cô Năm. Có mưa, à. Mưa cái mưa 10 ngàn. Có mưa đầy nhóc nè. Mưa với quần luôn mà. Có, cô Năm có mưa rồi. Chuẩn bị á. Chuẩn bị đầy đủ luôn, cô Năm nói là khi ta lên mộ của chú thì trời sẽ đổ mưa. Nên là cô Năm nói chuẩn bị đi đồ mưa ha quý anh chị. Dạ. Cậu là không bao giờ bỏ yên xe. Cô treo hoài không. Cô treo hoài vậy hả? Sao cô không mặc luôn? Cũng mặc luôn. Cô không mặc luôn. Trời. Nó kêu cô tới cho cái cô tượng bà Quan Âm. Gì hả? Mà để quên nhà rồi. Cho cô hả? Ừ, mà để quên nhà rồi. Gì hả? Ờ. Hết rồi để quên. À thôi cô về nha. Dạ dạ. Về coi. Dạ. Khẩu trang bỏ đâu đây? Rồi vậy con xin chào cô ha, chúc cô về thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn. Cho con gửi lời thăm bà luôn ha, với chị Nhi, chị Như. Dạ. Rồi cô đi về đây. Dạ đi về đi ha cô. Con chào cô. Quang quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay thì có cô Năm cũng lên cúng cơm chay, cũng lên chút xíu khoảng 2 tiếng đồng hồ quý anh chị, thì cũng rất là vui quý anh chị ơi. Mong mời con cô bác xem video thì là có thể lại là những cái comment bình luận ha. Cái này cô Năm thay đổi 180 độ luôn quý cô chú anh chị. Đó. Bên này là dân cúng con trai cho chú Vũ Linh. Và đặc biệt là cô nói vui, rất là vui ha quý cô anh chị. À bây giờ thì Duy Minh cũng xin tạm ngưng clip ở đây.
mong bà con cô bác xem video, nếu yêu quý Duy Minh thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.